sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Tư duy kinh doanh siêu nhạy bén, sếp nhí 13 tuổi gọi thành công 100 triệu từ Sharklink cho dự án sản phẩm handmade thân thiện với môi trường. Tập 6 của Kitty Shark, sếp nhí khởi nghiệp, tiếp tục chứng kiến những màn gọi vốn đáng yêu, nhí nhảnh nhưng không kém phần sắc sảo. Nổi bật nhất trong tập 6 phải kể đến cô bé Phương Anh, sếp nhí 13 tuổi, hiện đang sở hữu một thương hiệu riêng với tên gọi Funny Art. Đây là dự án chuyên sản xuất các sản phẩm vẽ tay mang tính chất làm quà tặng, lưu niệm, được tận dụng từ các mảng gỗ vụn và vải không sử dụng từ các xưởng gỗ và xưởng may. Phương Anh đến chương trình để kêu gọi 100 triệu đồng cho 20% cổ phần. Mở đầu màn gọi vốn, founder nhí Phương Anh cực kỳ lém lỉnh khi gửi tặng cho ban cố vấn mỗi người một món quà là các mặt hàng hiện đang kinh doanh. Ngay sau đó, em nhanh chóng tung chiêu khi đưa ra lời đề nghị yêu cầu các mentor chụp ảnh với sản phẩm của mình làm kỷ niệm và up lên trang Facebook cá nhân. Yêu cầu bất ngờ nhưng không kém phần tinh quái của Phương Anh khiến dàn cố vấn đồng loạt đứng hình. Cố vấn Mizu thậm chí còn khen ngợi, con thông minh quá, trong khi cố vấn Xuân Bắc sau ít phút lặng im vì bất ngờ đã đồng ý với đề nghị này vì muốn ủng hộ dự án của cô bé. Về kế hoạch triển khai, Phương Anh cho biết Funny Art sẽ hoạt động bán hàng trên cả hai kênh online và offline. Theo đó, kênh online kinh doanh chủ yếu trên Facebook. Song song với việc bán hàng, em sẽ tự sản xuất các video hướng dẫn vẽ, trang trí sản phẩm lên để thu hút và tăng lượng theo dõi trên fanpage. Với hình thức bán hàng offline, Phương Anh dự định sẽ mang sản phẩm đến ký gửi tại những cửa hàng đang kinh doanh các mặt hàng tương tự. Với số vốn được rót, founder nhí dự định sẽ dành 30% chi cho hoạt động marketing và các chương trình khuyến mãi trên Facebook, 20% dùng để thuê đội ngũ chạy quảng cáo, 10% mua nguyên vật liệu, 10% thuê nhân công và 30% còn lại sẽ là kinh phí dự trù cho các hoạt động sản xuất tiếp theo. Điểm đặc biệt trong dự án của Phương Anh là tất cả các sản phẩm đều được em vẽ bằng tay và mỗi sản phẩm đều là duy nhất. Phương Anh dùng lý lẽ để thuyết phục cố vấn Mizu. Con có thể lắng nghe câu chuyện của khách hàng, sau đó thiết kế lại trên áo dài. Nhiều người có thể lắng nghe cô kể chuyện, nhưng con còn thiết kế nó lại theo phong cách của con và vẽ lại trên áo theo cách cô muốn. Sau này khi dự án mở rộng, founder nhí sẽ thuê thêm nhân công cùng sản xuất. Tuy nhiên, cố vấn Xuân Bắc cho rằng đây chính là lúc vấn đề phát sinh khi sản phẩm ban đầu được nhớ đến là của một cô bé 13 tuổi. Nếu thuê thêm nhân công, khách hàng có thể không quan tâm nữa vì sản phẩm người lớn vẽ và trẻ em vẽ hoàn toàn khác nhau. Đáp lại, Phương Anh giải quyết vấn đề đầy dứt khoát. Khi sản phẩm bán chạy, khách hàng sẽ có cái nhìn tốt về thương hiệu của con. Dù không phải sản phẩm do cô bé 13 tuổi làm ra thì vẫn là sản phẩm do thương hiệu của cô bé 13 tuổi lập ra. Thậm chí, founder Funny Art còn khẳng định dù không được gọi vốn, em vẫn quyết tâm phát triển dự án từ những bước nhỏ nhất dưới sự trợ giúp của gia đình và cô giáo. Trước những lời lẽ sắc bén của sếp nhí 13 tuổi, ban cố vấn đã tâm phục khẩu phục và đồng ý cho em được gặp Shark Thái Vân Linh. Với dự án này, Sharklink đầu tư 100 triệu cho 45% cổ phần, kèm lời đề nghị sẽ đầu tư và giải ngân theo từng giai đoạn. Trước mắt, giai đoạn 1 sẽ đầu tư 20 triệu để Phương Anh tập trung vào việc học marketing online. Bên cạnh đó cũng phải đạt KPI đặt ra. Sau khi hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 1, em sẽ được xem xét giải ngân những giai đoạn tiếp theo. Phương Anh nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị của Shark, dù thừa nhận hơi tiếc vì cổ phần trao đổi hơi cao. Thương vụ chính thức khép lại. Theo Nhật Anh, báo Tri Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.